Xin đi ton rap khao sù son Pol TV. Chào mừng các bạn đang đến với kênh Pol TV và chúng ta lại gặp nhau trong series tự học tiếng Thái online theo giáo trình lớp 1 của giáo viên Siriwan Chaya Katarin biên soạn. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy giúp mình một like và share video giúp mình với nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta đi vào bài học. Rồi, và bài tiếp theo hôm nay mình sẽ tiếp tục bài 21 phần 3 ha bạn, là phần cuối. Rồi, và bài của mình có tên là bài Hương Khỏng Tùm, có nghĩa là bạn của Tùm ha bạn. Tùm này là tên riêng ha. Rồi, mình đọc luôn ha bạn. Hoành nừng tùm bay hả kèn, có nghĩa là một ngày nọ ha. Hoành nừng mình sẽ dịch là một ngày nọ, tùm đi tìm kèn. Rồi tiếp theo, kèn năng àn nặng sử, dù khi chinh trả tài tồn mãi, có nghĩa là kèn ngồi đọc sách ở chỗ chinh trả, là xích đu mình đã học ở các bài trước rồi ha bạn. Tài là dưới, tôn mãi này là cây ha, nhưng mà bình thường mình tài tôn mãi thì mình sẽ dịch là dưới gốc cây cũng được ha. Bình thường mình hay nói suông miệng là dạy theo tiếng Việt, nhưng mà chính xác ra nó sẽ là dưới cây ha bạn ha. Rồi tiếp theo, kèn qua có nghĩa là kèn nghĩ rằng hay là kèn nói rằng ha. Nặng sử bền phương thi đi khoảng chảnh, có nghĩa là sách là bạn tốt ha của tôi. Thì ở đây nó có thêm chữ thi, có nghĩa là bạn sẽ hiểu là bạn mà tốt quá ha. Nhưng mà tiếng Việt mình không có dịch như vậy, nó lụm thụm cái câu quá. Mình sẽ nói là bạn tốt thôi. Khoảng chảnh có nghĩa là của tôi. Rồi tiếp theo, chui pha chảnh bày thiêu, có nghĩa là giúp đưa tôi đi du lịch hay là đi chơi. Chui lau ní than có nghĩa là giúp kể chuyện cổ tích. Lầu ni than này là lầu là kể ha bạn, ni than là chuyện cổ tích. Chuôi bọt chảnh hay rủ rương tàn tàn, có nghĩa là giúp nói cho tôi được biết. Rương tàn tàn này có nghĩa là những cái câu chuyện hay là mọi chuyện trên đời ha bạn ha. Rương là câu chuyện, tàn tàn là mỗi một và từng cái câu chuyện một, nó không có giống nhau ha. Người ta sẽ dùng là tàn tàn ha bạn ha. Rương tàn tàn có nghĩa là mọi chuyện, mình sẽ dịch là mọi chuyện. Rồi câu tiếp theo, chui chí ne rương đi đi hay chảnh rú, có nghĩa là giúp. Chí ne có nghĩa là chỉ dẫn ha bạn, chỉ dẫn hay là hướng dẫn. Chỉ và giới thiệu á, thì người ta sẽ dùng từ là chỉ nè. Rương đi đi có nghĩa là chuyện tốt, những cái chuyện tốt ha. Đi đi là những cái chuyện tốt. Hay chảnh rủ có nghĩa là cho tôi biết. Rồi tiếp theo, tùm qua là tùm nói rằng hay là tùm nghĩ rằng. Chánh àn nặng sử mấy kèn có nghĩa là tôi đọc sách không giỏi ha. Kèn này là giỏi ha bạn, nhưng mà trong bài này nó có tên là của bạn kèn là tên riêng, nhưng mà trong câu này thì mình sẽ chữ kèn này sẽ là giỏi. Rồi tiếp theo ha bạn, kèn qua có nghĩa là kèn nói rằng hay là kèn rằng. Àn nặng sử mây giác tè
ต้อง ฝึก อ่าน บ่อยๆ có nghĩa là đọc sách không khó, chữ giác này mình đã biết rồi ha, khó. Nhưng tông là phải, mình cũng biết luôn rồi. Nhưng phải, phực có nghĩa là thực tập hay là luyện tập ha bạn. An là đọc, có nghĩa là nhưng phải thực hành đọc. Bòi bòi là thường xuyên ha bạn. Rồi câu tiếp theo, phực an hay ma có chạ an nắng sử kèn, có nghĩa là tập đọc cho nhiều ha. Phật là luyện tập hay là thực tập thì mình sẽ dịch ở đây là tập đọc ha cho nhiều, hay ma cũng sẽ ha, chạ là sẽ, an nặng sử kèn có nghĩa là đọc sách giỏi. Đó có nghĩa là tập đọc cho nhiều cũng sẽ đọc sách giỏi. Rồi câu tiếp theo, nặng sử có chạ bền phương thì đi khỏn rau, có nghĩa là sách cũng sẽ là bạn tốt của mình ha bạn ha. Rồi, cái thi đi này ở cái câu trước mình đã nói rồi ha, thì bạn đã biết là bạn mà tốt. Đó, thì mình dịch luôn là bạn tốt. Hỏng rào của mình ha bạn ha, của mình hay là của tụi mình cũng được. Rồi, tiếp theo. Mưa tùm àn nặng sử ma, tức là lúc hay là khi tùm đọc sách nhiều, an nặng sử bòi bòi có nghĩa là đọc sách thường xuyên, tùm có an nặng sử kèn có nghĩa là tùm cũng đọc sách giỏi, dinh an nặng sử ma có dinh rú ma. Rồi từ dinh này nó giống như là cái gì đó nó hơn ha, thì ở đây mình sẽ dịch là dinh àn, mình sẽ dịch là càng đọc ha. Dinh àn nặng sử có dinh sanu có nghĩa là càng đọc sách cũng càng vui, hay là càng đọc sách thì càng vui ha bạn ha. Ở đây mình có thể chữ co này mình có thể dịch là thì cũng được ha bạn ha. Rồi tiếp theo ha, nặng sử pha tùng bày thiêu thi tàng tàng nay lô, có nghĩa là sách đưa tùm đi, bày thiêu có nghĩa là đi du lịch hay là đi chơi cũng được ha bạn. Thi tàng tàng là bạn sẽ dịch là ở mọi nơi ha, tàng tàng là mọi một nơi, mọi nơi. Nay lô có nghĩa là trên thế giới, từ nay này bạn có thể dịch là trên hay là trong cũng được ha. Rồi tiếp theo, chui lầu ni than có nghĩa là giúp kể chuyện cổ tích. Ni than này mình đã gặp nhiều nhiều rồi ha, ni than là chuyện cổ tích ha bạn. Lầu ni than là kể chuyện cổ tích. Chui lầu rương thon thả có nghĩa là giúp kể chuyện, rương là chuyện hay chủ đề ha bạn ha. Lầu rươn có nghĩa là kể chuyện, giúp kể chuyện, thon phá là bầu trời ha bạn, giúp kể chuyện bầu trời. Tha lê là biển ha, giúp kể chuyện bầu trời, biển. Đọt mái là bông hoa, bay da là lá cỏ. Thì mình sẽ dịch luôn cái câu này thành là đọt mái bay da có nghĩa là hoa cỏ. Đó, mình dịch chung như vậy bằng tiếng Việt vẫn được ha bạn ha. Khỏng lên có nghĩa là đồ chơi ha bạn. Lốt tàn đao có nghĩa là hành tinh, những cái hành tinh khác ha, những cái hành tinh này kia. Tùm rú rương tàn tàn ma khương có nghĩa là tùm biết
Rương tàng tàng có nghĩa là mọi chuyện. Mạc khươn có nghĩa là nhiều hơn ha. Mạc là nhiều, khươn là hơn. Rồi câu tiếp theo. Nặng sử bền hươn rắc khọn tùm. Có nghĩa là sách là bạn yêu quý. Hươn rắc này là bạn yêu quý ha bạn. Khọn tùm có nghĩa là của tùm. Rồi tiếp theo. Tùm co bền hươn rắc khọn nặng sử. Có nghĩa là tùm cũng là bạn yêu quý. Khoảng nặng sự có nghĩa là của sách. Rồi, ok ha bạn ha. Rồi, tiếp theo thì mình đi đến một cái bài thơ. Bài thơ có tên là Chánh Chư A Rầy. Có nghĩa là tôi tên gì. Rồi, mình đọc bài thơ qua một lần rồi mình nói nghĩa ha bạn ha. Chánh Chư A Rầy. Chẳng mây mi ta, chẳng mi tẹ na, thơ hả an đai, an ma kình ma, mây giác sai máy, rương sa nụ thục dây, chẳng chư ạ rầy bọc thi. Rồi, rồi từng câu ha bạn. Chánh chư ạ rầy có nghĩa là tôi tên gì. Rồi, chánh mây mi ta có nghĩa là tôi không có mắt. Chánh mi tẹ na có nghĩa là tôi, tè là chỉ ha. Mình xin tôi chỉ có mặt ha. Thơ hả an đai có nghĩa là em. Em tìm đọc được. An ma kiền ma có nghĩa là đọc nhiều, giỏi nhiều. Mây gia sai máy có nghĩa là không khó, phải không? Sai máy này là phải không hay là đúng không? Ha bạn ha. Rương san nụ thục chay có nghĩa là giống như là cái chuyện vui vẻ, nhưng mà cái chuyện mà những cái chuyện vui vẻ và đúng đắn á bạn, tức là những cái câu chuyện vui vẻ và đúng đắn đàng hoàng, tức là sách nó có lợi ích, có kiến thức á, kiến thức đúng ha, mình hãy hiểu kiểu như vậy. Ở đây mình dịch tạm ra là chuyện vui vẻ hay là đúng những chuyện vui vẻ, thì từ thục chay này nó giống như là đúng lòng, đúng ở trong lòng ha bạn ha. Thì là san nụt thục chay có nghĩa là vừa vui vẻ và vừa hài lòng hay đúng lòng, tạm thời là mình sẽ dịch như vậy ha, cái nghĩa nó sẽ như thế. Rương là câu chuyện hay là chủ đề ha bạn, những cái câu chuyện đúng lòng và vui vẻ. Rồi chánh chư ạ rầy bọt thi có nghĩa là tôi tên. Ạ rầy có nghĩa là gì. Tôi tên là gì? Bọt thi có nghĩa là nói ra đi ha. Từ bọt thi này giống như là nói xem hay là nói thử, cái nghĩa là gì là như vậy ha. Giống như là hoặc là nói một lần ra đó thì là bọt thi. Rồi ok ha bạn. Và bài học của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Hãy giúp mình like và share video với nhé. ขอบคุณที่รับชมวิดีโอของผมนะครับ. Bye bye.